Rồi quý khách hàng là chúng ta tìm đất mà gần hồ quý vị ơi. Tìm đất gần hồ để cuối tuần chúng ta cầm cái cần câu ra. Chúng ta kéo con cá lên, nướng, rơm và chúng ta lai rai 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 nha. Với ngày hôm nay quý vị, Trọng Thơ có một lô đất trên mặt tiền đường nhựa, đường Minh Thành Bảo Nam lộ giới là 32m và lô đất này ngang 10m quý vị ạ. Ngang 10m sâu cho 67m. Đó, ngang 10 sâu 67. Với lô đất này thì quy hoạch 2030 là chúng ta quy hoạch phun thổ cư nha, phun hồng nha. Và đường Minh Thành Bảo Nam là con đường dẫn từ Trơn Thành Bình Phước chúng ta về An Long Phú Giáo, đi ra DT741 về với thành phố mới Bình Dương. Và hiện tại Trọng Thơ đã có mặt tại hồ Phước Hòa nha quý vị. Đây, đây là cái hồ thủy lợi lớn nhất Trơn Thành với tổng diện tích mặt nước lên tới 1 ha mặt nước quý vị. Đó, chia làm rất là nhiều nhánh, sẽ là 2-3 nhánh đi tứ lung tung. Và với lô đất này cách hồ Phước Hòa là 300m quý vị ơi. Cách hồ Phước Hòa 300m theo đường Minh Thành Bảo Nam. Và ở đây chúng ta di chuyển về Bình Dương ạ. Đó, một bờ sông là Bình Dương, một bờ hồ là Bình Phước quý vị. Với lô đất này giá của ngày hôm nay quý vị ơi, 550 triệu. 550 triệu chúng ta sở hữu được gần 700m² đất và bám mặt tiền đường lộ giới 32m. Lô đất này đã có sổ sẵn và công chứng được ngay trong ngày. Quý hàng nào quan tâm tới sản phẩm này, gặp Trọng Thơ dẫn tới nhà chủ chốt cọc nha.